Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã phải băng ra để phá bóng trước mũi giày của cầu thủ bên phía đội chủ nhà là Mai Thế Thành. Cả hai đều tỏ rõ sự thận trọng. Sunday Manuel dứt điểm. Cú đá chưa đủ khó để đánh bại được thủ môn Tuấn Linh. Ở 5 chuyến làm khách gần đây nhất thì Than Quảng Ninh chỉ thắng được đúng một trận. Sunday rất nỗ lực. Đánh đầu không vào. Bóng đã nằm trong tay của Huỳnh Tuấn Linh. Một pha cản phá xuất sắc của thủ thành câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Đó là pha không chiến của tiền đạo Hoàng Đình Tùng. Đình Tùng có chiều cao không tốt nhưng ở tình huống vừa rồi thì cầu thủ này đã chọn vị trí cực tốt. Mạc Hồng Quân. Mạc Hồng Quân. Hai cầu thủ của Than Quảng Ninh đã tung người để dứt điểm. Và người đã chạm vào bóng là Vũ Minh Tuấn sau cú đá hụt của Diachenko. Trước đó thì Mạc Hồng Quân đã có một pha đi bóng rất hay vượt qua hậu vệ đội chủ nhà để thực hiện quả tạt chính xác cho Vũ Minh Tuấn. Sunday quyết định dứt điểm, không vào. Lại một pha cứu thua xuất sắc nữa của Huỳnh Tuấn Linh. Một pha xử lý xuất thần của Sunday Emmanuel. Cú dứt điểm rất căng của Sunday Emmanuel từ ngoài vòng cấm. Bóng đi đập đất khiến cho Huỳnh Tuấn Linh càng khó cản phá hơn. Quảng Ninh là một trong những đội bóng có chiều cao trung bình tốt nhất ở giải vô địch quốc gia. Một sai lầm của Thanh Thắng. Một sai lầm bắt bóng hụt của thủ môn Nguyễn Thanh Thắng và chút nữa bóng đã bay vào lưới sau khi rơi khỏi tay cầu thủ này. Hizito. Suýt nữa có bàn thắng dành cho cao thủ FLC Thanh Hóa sau sai lầm của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Một cú phá bóng lên, đập trúng người Sunday Emmanuel, bay ngược trở lại. Nhưng cũng rất may cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh, bóng đã bay chạch khung thành. Trần Đình Động. Đánh đầu! Một cộng cho FLC Thanh Hóa sau cú đánh đầu của đội trưởng Pape Omafaye. Phút thứ 41. Và thế bế tắc được khai thông. Cổ động viên của đội chủ nhà đã có cơ hội để mở tiệc ăn mừng. Bàn thắng thứ 13 mùa giải năm nay của Omar Pape Faye. Pha không chiến rất tốt của Omar. Dù đứng cạnh Omar là ba cầu thủ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Một tình huống phối hợp đá phạt góc hoàn hảo của FLC Thanh Hóa. Hoàng Văn Bình. Quả tạt của Mai Tiến Thành. Đánh đầu. Không vào. Lại một tình huống chọn điểm rơi rất tốt nữa của Đình Tùng. Nhưng lần này là ở một góc rất hẹp. Nỗ lực trước đó là của Mai Tiến Thành. Góc dứt điểm của Hoàng Đình Tùng là quá hẹp. Diachenko. Nghiêm Xuân Tú. Xuân Tú quyết định đột phá. Xuân Tú đang ngã trong vòng cấm của câu lạc bộ chủ nhà và tiếng còi của trọng tài người Thái Lan ông Supreme đã cất lên. Đó sẽ là một quả penalty dành cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Xuân Tú vừa rồi đã có một quyết định khá táo bạo. Anh không chuyền bóng mà
mà quyết định thực hiện một pha đột phá khiến hậu vệ của đội chủ nhà phải phạm lỗi, không những phải chịu một quả penalty mà kể từ phút này trở đi câu lạc bộ FC Thanh Hóa còn phải thi đấu thiếu người khi trọng tài Supren người Thái Lan đã rút một chiếc thẻ đỏ với cầu thủ phạm lỗi, đó là Đào Văn Phong. Văn Phong hơi thiếu kinh nghiệm ở tình huống này. Quyết định của trọng tài Supreme là không sai. Thẻ vàng thứ hai cộng lại thành một thẻ đỏ. Mùa giải năm nay Vũ Minh Tuấn cũng thi đấu rất xuất sắc. Cho tới lúc này tiền vệ mang áo số 6 đã ghi được 10 bàn thắng. Minh Tuấn rất chính xác và tỷ số là 1-1 cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Trận đấu đã được đưa trở lại vạch xuất phát. Và niềm vui bây giờ đến với các cổ động viên của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Các cổ động viên của câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã đốt pháo hoa, pháo bông trên khán đài A của sân Thanh Hóa. Cú sút rất quyết đoán. Dù thủ môn Nguyễn Thành Thắng đã đoán được hướng sút nhưng không thể cản phá. Oma khoảng trống. Khoảng trống kết thúc. Không vào. Một cú đá chân trái rất căng của Oma Faye. Phải mất 2 nhịp. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh mới kiểm soát được bóng. Đứng trước bóng là Bật Hiếu. Bật Hiếu. Nguy hiểm. Cú đá nối là của Oma. Oma vẫn đang tỏ ra là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía câu lạc bộ FC Thanh Hóa. Minh Tuấn là người đã mang về bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm penalty. Cú đá thẳng. Cú sút kỹ thuật của Vũ Minh Tuấn. Thẻ vàng dành cho Mai Tiến Thành và đó đã là chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho cầu thủ số 17 bên phía đội chủ nhà. Thanh Hóa tiếp tục phải thi đấu thiếu một cầu thủ nữa và trên sân lúc này họ chỉ còn 9 người. Cũng là một tình huống mà trọng tài không sai, bị bắt lỗi. Không có phản ứng nào của Mai Tiến Thành. Digito, Diachenko, khoảng trống, đối mặt, không vào. Tưởng như bàn thắng đã chắc chắn được ghi cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh nhưng Vũ Minh Tuấn đã bỏ lỡ một cách vô cùng đáng tiếc. Một pha phối hợp đơn giản xuất phát từ bên phía cánh phải nhưng là vô cùng hiệu quả của đội khách. Minh Tuấn đã bẻ lòng hơi nhiều trong tình huống dứt điểm khi đối mặt với Thành Thắng. Bóng có vẻ như đã chạm tay, đối mặt. Cú dứt điểm quá hiền. FLC Thanh Hóa vừa có câu trả lời nhưng Sunday Emmanuel thậm chí lại còn vô duyên hơn cả Vũ Minh Tuấn ở tình huống đối mặt với Tuấn Linh. Cú dứt điểm quá nhẹ, quá hiền. Rõ ràng Sunday không có được sự bình tĩnh ở trong tình huống xử lý vừa rồi. Mang không quân. Xuân Hùng. Hai đội đang chơi miếng trả miếng rất hay những phút vừa qua. Như vậy là cao thủ Than Quảng Ninh đã có được bàn thắng thứ hai. Tỷ số là 2-1 cho đội khách. Pha lập công của Bùi Văn Hiếu. Một bàn thắng đến sau sai lầm của thủ môn Nguyễn Thành Thắng. Các cổ động viên đội khách lại có cơ hội ăn mừng một lần nữa. Và kiểu ăn mừng du con của các cầu thủ Than Quảng Ninh.
Bàn thua này xuất phát từ quả đưa bóng vào từ bên phía cánh phải của Xuân Hùng. Và một tình huống xử lý rất khó hiểu, rất thiếu tập trung của thủ môn Thanh Thắng, tạo cơ hội cho cầu thủ số 8 Bùi Văn Hiếu băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng rất dễ dàng. Đứng trước bóng là Bật Hiếu. Cơ hội. Xuyên được các bàn thắng cơ hòa 2 đều cho câu lạc bộ FLC Thanh Hóa. Thanh Bình. Nguy hiểm. Bóng xoáy thẳng vào khung thành của Than Quảng Ninh. Đội khách phản công. Đây là Mạc Hồng Quân. Diachenko làm gì đây? Diachenko dứt điểm không vào. Khung thành đã bỏ trống rồi. Mạc Hồng Quân. Than Quảng Ninh đã có được rất nhiều cơ hội để ấn định tỷ số trận đấu này nhưng họ đều không thể tận dụng. Mạc Hồng Quân rồi Diachenko đều bỏ lỡ. Những nỗ lực của thủ môn Thanh Thắng khiến cho trận đấu vẫn còn đáng xem. Không có tiếng còi thổi phạt. Lại là một cú dứt điểm quá hiền nữa của Nghiêm Xuân Tú. Khung thành đã bỏ trống, một sai lầm của Huỳnh Tuấn Linh đã biếu không cho Sunday Emmanuel bàn thắng. Và một lần nữa trận đấu được đưa trở lại vạch xuất phát ở những phút bù giờ cuối cùng. Những phút vừa qua quả là rất kịch tính và cũng đã có những pha bóng thật hài hước, thật khó hiểu của cầu thủ hai bên. Các cầu thủ Than Quảng Ninh bỏ lỡ liên tiếp 3 cơ hội khi đối mặt với thủ môn Thanh Thắng. Và cuối cùng thì họ đã phải trả giá. Tuấn Linh đã mắc sai lầm thật không đúng lúc chút nào. Những sai lầm thật khó hiểu của thủ môn hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Và cả những pha bỏ lỡ cũng thật khó hiểu của các cầu thủ Than Quảng Ninh ít phút vừa qua. Thanh Bình. Oma dứt điểm không vào. Lợi thế về tinh thần đang thuộc về cao thủ FLC Thanh Hóa. 5 phút bù giờ đã trôi qua, cú dứt điểm có lẽ là cuối cùng rồi. Và trọng tài Supreme người Thái Lan đã đổi còi để khép lại trận đấu tâm điểm vòng 24 giải vô địch quốc gia. Một trận đấu rất kịch tính, rất nhiều những diễn biến hấp dẫn và khó lường cũng như khó hiểu sau những sai lầm của thủ môn hai đội. Đặc biệt là sai lầm ở những phút bù giờ của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh bên phía câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã khiến đội khách đánh rơi 2 điểm, đánh rơi chiến thắng đáng tiếc. Trước đó thì cao thủ Than Quảng Ninh đã có tới 3 cơ hội để định đoạt số phận trận đấu này nhưng họ đã không tận dụng được. Một trận đấu chắc chắn sẽ còn được nói đến nhiều. Và nó đã khép lại với tỷ số bất phân thắng bại. Cơ hội để giành ngôi vô địch vẫn còn với câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Còn với FLC Thanh Hóa, trận hòa này có lẽ sẽ khiến họ chỉ còn mục tiêu là kết thúc mùa giải ở top 3. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.